Mình điều khiển tivi ngoài phòng khách, tivi Samsung nha. Bấm nút mở nguồn. Tính năng này hay nha anh em. Đó, lấy cái điện thoại này điều khiển tivi luôn. Đó, một số điện thoại đời xưa là nó có cái cổng hồng ngoại đây ha. Đây, cổng này nè anh em. Đó, mình cài phần mềm remote vô là xài được thôi ha, rất là đơn giản ha. Tăng giảm volume ha. Rồi chuyển kênh nè. Điều khiển máy lạnh nha anh em. Đó, tăng giảm nhiệt độ được luôn nè. Điều khiển tivi TCL luôn. Đó, volume nè nha. Tắt tiếng nè. Rồi, chỉnh được bên YouTube luôn nè. Điều khiển dàn máy nghe nhạc nội địa được luôn nha anh em. Đây, mở đĩa ra nè. Rồi, bấm đĩa vô nè. Rất là tiện ha, volume nè. Nó cũng có nhiều phần mềm dùng hồng ngoại lắm, nhưng mà đây mình dùng Xiaomi, nên mình dùng cái bằng điều khiển Xiaomi ha. Đó, ngoài ra anh em có thể add thêm rất là nhiều thiết bị ha. Anh em bấm nút cộng. Đó, nó sẽ có là TV nè, đọc giải mã nè, điều hòa, quạt, smartboard, rồi AV thiết bị nhận, đầu đĩa DVD, máy chiếu, truyền hình vệ tinh và máy ảnh vân vân, rất là nhiều ha. Anh em chọn đúng cái thể loại nó là được, ví dụ như TV. Nó bấm vô nên chọn cái thương hiệu ha, ví dụ như TV nhà là mình là Sony thì mình gõ Sony đó nó ra luôn. Rồi đang bật thì mình cũng tắt đi, sau đó bấm nút này nè anh em, bấm nút này mà nó tivi bật lên là đúng ha, giờ bấm nút này một cái, nếu mà nó đúng thì anh em chọn có đó thì nó lưu luôn vô đây đó. Đó này là cái bản điều khiển của TV em xài thôi, rất là đơn giản ha. Cảm ơn cả nhà đã xem video của mình ha.